thủy thủ Mỹ bị nghi tuồn thông tin mật cho Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết hai thủy thủ của hải quân nước này bị bắt với cáo buộc chuyển tài liệu mật cho Trung Quốc. Mark Olsen, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách vấn đề an ninh quốc gia, ngày 3 tháng 8 cho biết hai thủy thủ thuộc lực lượng hải quân là Wen Hengyao và Jin Chaowei có hành vi khiến thông tin quân sự nhạy cảm lọt vào tay Trung Quốc. Giao bị cáo buộc nhận $15,000 để chuyển ảnh và video chứa thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc, trong đó có kế hoạch về các đợt diễn tập quân sự do Mỹ tổ chức tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngoài ra, Giao còn chuyển sơ đồ điện và thiết kế một hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản, cũng như thông tin về an ninh của căn cứ hải quân ở hạt Ventura và đảo San Clemente. Trong khi đó, Wei bị cáo buộc tiết lộ thông tin về USS Essex, tàu đổ bộ tấn công mà thủy thủ này làm việc, cũng như các chiến hạm khác của hải quân Mỹ. Thông tin mà Wei tiết lộ có hàng chục hướng dẫn kỹ thuật về vũ khí, hệ thống năng lượng và hoạt động của chiến hạm Essex. Các quan chức Mỹ ngày 3 tháng 8 cho biết Trung Quốc đang mở chiến dịch tình báo nhằm vào nước này. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, Stacey Moore cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và đa thế hệ đối với Mỹ. Đồng thời cáo buộc Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để tấn công Mỹ trong kế hoạch trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới. Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin trên. Quan hệ Mỹ, Trung căng thẳng trong nhiều năm liên quan đến loạt vấn đề an ninh quốc gia và thương mại. Mỹ cáo buộc Trung Quốc tổ chức hoạt động gián điệp và tấn công mạng nhằm vào nước này. Trung Quốc bác thông tin trên và tuyên bố nước này cũng đang bị gián điệp đe dọa. Cuộc gặp tháng 11 năm 2022 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đánh giá là nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước sau thời gian căng thẳng. Tuy nhiên, Mỹ hồi tháng 2 hạ khí cầu Trung Quốc vì cho đây là thiết bị do thám khiến đối thoại cấp cao giữa hai nước đóng băng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.